Giàn sao nhí bê bối nhất châu Á, Kim Sae Lý Tiểu Lộ tự hủy vì bê bối, thần đồng sứ đài đi tù 17 năm vì hành vi sát hại. Ánh hào quang năm nào giờ đã vụt tắt với những sao nhí đình đám như Kim Sae Han Ji Jin, Vương Hân Giật và Lý Tiểu Lộ. Sự nổi tiếng luôn là con dao hai lưỡi với các ngôi sao, đặc biệt là các sao nhí. Có người tận dụng ánh hào quang đến sớm và biến nó thành bệ phóng để phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, có những người lại trượt dài và tự tay hủy hoại tương lai. Bốn diễn viên nhí nổi tiếng châu Á Kim Sejon, Han Ji Jin, Vương Hân Dật và Lý Tiểu Lộ từng được vạn người tung hô nhờ tài năng xuất chúng và ngoại hình sáng láng. Thế nhưng chính những lời ngợi ca săn đón khi tuổi đời còn quá trẻ đã khiến họ đánh mất chính mình. Kim Sejon Kim Sejon từng là diễn viên nhí nổi tiếng nhất nhì màn ảnh Hàn Quốc, được gọi là thiên tài diễn xuất nhờ vai diễn trong The Man for Zom No Ghe đóng cùng Kwon Bin. Cùng với Kim Ju Jung và Kim So Win, Kim Sejon được coi là em gái quốc dân và kỳ vọng sẽ trở thành nữ minh tinh hàng đầu sau này. Với khởi đầu quá tuyệt vời, Kim Sejong tiếp tục tham gia nhiều dự án phim ảnh. Tuy chưa gặp được tác phẩm để đời tiếp theo nhưng cô vẫn gặt hái những thành công nhất định. Ở tuổi đôi mươi, Kim Sejong đã có trong tay sự nghiệp ổn định tự mua nhà riêng, xe ô tô. Thế nhưng, tất cả nỗ lực xây dựng ra tài diễn xuất từ thở tấm bé của Kim Sejong bỗng chốc tan tành chỉ vì một phút giây bồng bột. Vào ngày 18 tháng 5, cảnh sát quận Gangnam, Seoul phát hiện Kim Sejong có hành vi say rượu lái xe. Nữ diễn viên trẻ đã đâm vào trạm biến áp gần giao lộ Hách Đông, quận Gang Nam vào lúc 8 giờ sáng, làm hệ thống điện trong khu vực bị ngắt, khiến cửa hiệu, nhà hàng phải đóng cửa và đến 5 tiếng sau mới sửa chữa xong. Nghiêm trọng hơn, sau khi sự cố xảy ra, Kim Sê Giòn đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát yêu cầu cô dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn. Sau vụ việc, Kim Sê -giòn phải trực tiếp đến xin lỗi và bồi thường tiền cho các chủ doanh nghiệp bị thiệt hại trong khu vực. Chưa hết, các dự án phim ảnh, quảng cáo của nữ diễn viên cũng bị đóng băng. Tài sản tích lũy sau nhiều năm đi đóng phim của nữ diễn viên nhí ngày nào cũng cạn sạch. Gần đây, báo chí Hàn đưa tin Kim Sejong phải đi làm thêm trong quán cà phê để trang trải cuộc sống. Dù sự nghiệp xuống dốc, kinh tế thiếu thốn nhưng Kim Sejong vẫn tiếp tục khiến công chúng thất vọng khi tổ chức tiệc rượu sinh nhật chỉ hai tháng sau bê bối say rượu lái xe. Từ sao nhí được người người tung hô là thiên tài diễn xuất, giờ đây Kim Sejong thậm chí còn không có cơ hội được quay lại màn ảnh. Han những khán giả từng xem bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng hẳn sẽ có ấn tượng ít nhiều với sao nhí Han Ji Jin. Han Ji Jin sinh năm 1994 và đóng phim từ rất sớm, được đánh giá là có tiềm năng phát triển. Tuy vậy, sự nghiệp diễn xuất của sao nhí chưa kịp nở rộ đã sớm tàn lụi sau những hành động đáng thất vọng. Ở thời kỳ nở rộ nhất, Han Ji Jin bị phát hiện có hành vi bắt nạt học đường và trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Nữ diễn viên mặc váy ngắn đến trường nên phải mượn đồng phục của bạn cùng lớp mặc tạm, nhưng sau đó lại quên không trả. Cô bạn cùng lớp này liền nói chuyện với thầy cô và Han Ji Jin đã phát hiện ra. Sao nhí ngay lập tức cùng hội bạn tấn công, bắt nạt bạn cùng lớp và khiến cô bạn bị ảnh hưởng tâm lý đến mức phải nghỉ học. Sau đó, lại có thêm người lên tiếng tố cáo lối sống và cách hành xử khó chấp nhận của sao nhí đình đám. Ở trường, không chỉ bắt nạt bạn học, Han Ji Jin còn dính vào đủ các thói hư tật xấu khác như hút thuốc, nói tục, bỏ nhà đi bụi. Mới 15 tuổi nhưng danh tiếng và hình ảnh của Han Ji Jin đã bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều khán giả tỏ ra vô cùng thất vọng về sao nhí một thời. Sau nhiều bê bối, Han Ji Jin vẫn cố gắng đóng phim nhưng giới giải trí đã quay lưng lại với cô. Han Ji Jin chỉ có thể nhận các vai diễn cực nhỏ và chẳng mấy ai quan tâm. Cứ thế, cô thầm lặng rút khỏi giới và giờ đây, khó có thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về nữ diễn viên. Từ sao nhí với bệ phóng sự nghiệp gần như hoàn hảo, Han Ji Jin đã trượt dài vì chính thái độ và tính cách ngỗ nghịch. Hư hỏng, vương hân giật. Sự xa ngã của những ngôi sao nhí trên có lẽ chẳng là gì nếu so với sao nhí Vương Hân Giật. Vương Hân Giật sinh năm 1995, từng góp mặt trong chuyện tình biển xanh, dưới ánh mặt trời, gõ cửa tình yêu và được đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất. Vương Hân Giật nhanh chóng mang danh thần đồng diễn xuất, cậu bé vàng hay niềm tự hào của Đài Loan, Trung Quốc, trở thành thần tượng của trẻ em xứ đài. Mở ra tương lai không thể nào sán lạn hơn. Đáng buồn thay, ánh hào quang đến khi tuổi đời còn quá trẻ đã đẩy Vương Hân Dật vào vòng xoáy thác loạn, xa ngã. Mới 12 tuổi nhưng cậu bé đã lộ ảnh dường chiếu với bạn gái. Dù cha Vương Hân Giật đã khởi kiện người bạn gái vì cho rằng cô dụ dỗ con trai mình, nhưng tòa án đã bác bỏ đơn kiện này. Sau sờ can đồ, danh tiếng và hình ảnh Vương Hân Giật xấu đi đáng kể, những tưởng cậu sẽ chấn chỉnh lại bản thân để có thể tiếp tục sự nghiệp, nhưng Vương Hân Giật lại càng trở nên nổi loạn hơn sau khi bà ngoại qua đời. Những phát ngôn gây sốc, bê bối ẩu đà, yêu sớm, ăn chơi thăng loạn quên thời gian, thậm chí qua lại với xã hội đen giờ đây đã trở thành chuyện thường như cơm bữa với Vương Hân Giật. Đỉnh điểm là vụ án năm 2016 khi Vương Hân Giật mới 21 tuổi. Đây chính giọt nước tràn ly cuối cùng khiến công chúng không thể nào tha thứ cho Vương Hân Giật nữa. Vương Hân Giật bị cảnh sát bắt vì tội danh cố ý gây thương tích trong một vụ ẩu đả. Cậu đã đánh tới tấp vào ngày một thiếu niên 16 tuổi họ khúc bằng hung khí, khiến nạn nhân hôn mê sâu đến mức xít mất mạng. Vương Hân Giật lãnh bản án 17 năm tù giam vì tội giết người không thành và phải bồi thường tiền cho gia đình nạn nhân. Sự tụt dốc và lối sống xa đọa của Sao Nhí ngày nào khiến nhiều người thấy tiếc nuối và thất vọng. Vẫn biết sự nổi tiếng đến sớm đã đẩy Sao Nhí số một xứ đài vào bi kịch nhưng xét cho cùng, lỗi lầm lớn nhất vẫn thuộc về chính Vương Hân Giật. Lý Tiểu Lộ Khác với những sao nhí kể trên, đến cả khi trưởng thành, Lý Tiểu Lộ vẫn giữ được chỗ đứng ổn định và sự nghiệp thành công. Sự tuột dốc của cô đến vào năm 35 tuổi khi Lý Tiểu Lộ đã có gia đình, địa vị trong tay. Lý Tiểu Lộ sinh năm 1982 là sao nhí xuất chúng của màn ảnh Trung Quốc với gia thế hiển hách. Cô đóng phim từ năm 3 tuổi và được khán giả đại lục yêu mến vì ngoại hình dễ thương và thiên phú diễn xuất nổi bật. Là con nhà nói nên Lý Tiểu Lộ được gia đình định hướng và nuôi dạy rất cẩn thận. Đến năm 16 tuổi, Lý Tiểu Lộ vang danh khắp Trung Quốc nhờ trở thành ảnh hậu trẻ nhất tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 35. Đến nay, vẫn khó ai có thể vượt qua thành tích vô tiền khoáng hậu của Lý Tiểu Lộ. Những năm tháng trưởng thành, Lý Tiểu Lộ chăm chỉ đóng phim và gây ấn tượng với nhiều vai diễn trong lòng nữ anh hùng. Mỹ nhân thiên hạ, 7 ngày yêu anh. Cô còn gây chú ý vì chuyện tình đẹp như mơ với nam diễn viên giả nãi lượng. Giả nãi lượng yêu Lý Tiểu Lộ từ cái nhìn đầu tiên, nỗ lực bội phần để theo đuổi cô. Đến khi tình cảm chín mùi, nam tài tử cầu hôn Lý Tiểu Lộ ngay trên sân khấu và tổ chức đám cưới hoành tráng viết nên cái kết như tiểu thuyết ngôn tình cho mối tình tiền đồng ngọc nữ. Sau đó, cặp đôi có với nhau con gái điểm hình, được khán giả khen là gia đình kiểu mẫu. Thế nhưng, vào cuối năm 2017, tin tức chấn động lý tiểu lộ ngoại tình khiến cả làng giải trí bàng hoàng. Cả mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh thân mật của sao nữ đình đám và giáp bơ dâu bạn của cả lý tiểu lộ lẫn giả nãi lượng. Đáp trả lại tin tức gây sốc, giả nãi lượng vẫn lựa chọn tin tưởng vợ. Anh viết tâm thư dài giải thích và nói đỡ cho vợ, khẳng định PGONE là bạn của cả hai vợ chồng. Thế nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sự thật là Lý Tiểu Lộ đã nói dối chồng và ngoại tình với PGONE. Giả nãi lượng hoàn toàn suy sụp, như trở thành một con người khác hẳn. Từ diễn viên với cá tính hài hước và hoạt ngôn, anh bỗng trở nên trầm tính và xuất hiện với vẻ ngoài tiểu tụy. Thậm chí còn khóc lóc ngoài đường, say rượu đến mức phải nhờ bạn bè rượu. Sau này, càng ngày càng có nhiều bằng chứng thân mật giữa Lý Tiểu Lộ và PGONE lộ ra. Kết cục, cặp đôi đẹp của làng giải trí Lý Tiểu Lộ, giả nãi lượng đã đường ai nấy đi vì đàn gái phản bội. Cô con gái chung của cặp đôi tên Điềm Hinh sau đó lại được mẹ nuôi dạy. Giả nãi lượng ít được gặp con hẳn vào mỗi lần gặp con, anh đều tỏ ra vô cùng quyến luyến. Sau sờ can đồ ngoại tình, Lý Tiểu Lộ gần như bị các nhà làm phim tẩy chay. Cô không còn đi đóng phim nữa mà chỉ tập trung live chim bán hàng hay đăng các video lên mạng xã hội. Về ngoài thanh thuần trong sáng ngày nào cũng ngày càng khác lạ trở nên đơ cứng đến khó nhận ra đến tận bây giờ lý tiểu lộ vẫn còn nhận về nhiều ý kiến chỉ trích vì đã tự tay phá hỏng hạnh phúc gia đình bao người ao ước nguồn naver sina